Một người kia có hai con trai, từ bàn mai đã kêu sai đi, làm vườn nhỏ giúp cho cha hiền. Người đầu tiên nói con không đi, rồi từ suy nghĩ sau ra đi, dầu trời mưa nắng đâu ngại chi. Còn người anh đã con xin đi, vậy mà sau đó không thi hành, phụ tình cha đã tin cậy anh. Dù là Thiên Chúa uy quyền mà ngài không quyết duy trì, điều vì ngang hàng vinh xa ngài trở nên dân nhân trần, lại từ thân sống vâng lời bằng lòng chết nơi thâm hình. Nguyện cầu Thiên Chúa trên trời dạy lòng con sống vâng lời, trọn đời thi hành thiên ý. Dù đường đi nắng mưa tràn và gặp gian khó vô vàn, nguyện hằng sống trọn ý cha. Đừng làm chi nếu tâm ghen tương, hoặc làm chi nếu vương hư danh, vì yêu thương gắng luôn khiêm nhường. Đừng tìm chi ích cho riêng tư, mà tìm chi ích cho tha nhân, để được liên kết trong tinh thần, cùng hiệp nhất với Đức Kitô, và cùng nhau sống trong thánh thần, để hồng ân xuống cho phàm nhân. Dù là Thiên Chúa uy quyền mà ngài không quyết duy trì, điều vì ngang hàng vinh xa ngài trở nên trần, lại từ thân sống vâng lời bằng lòng chết nơi thâm hình. Nguyện cầu Thiên Chúa trên trời dạy lòng con sống vâng lời, trọn đời thi hành thiên ý. Dù đường đi nắng mưa tràn và gặp gian khó vô vàn, nguyện hằng sống trọn ý cha. Từ thời xưa Chúa sai tiên tri, truyền cho dân gắng luôn ghi tâm, lệnh truyền ban chớ đi sai lầm. Người công minh nếu không trung trinh, lòng đổi thay sống trong mê say, thì hậu lai sẽ mau tan phai. Còn tội nhân nếu mau ăn năn, mọi điều dặn Chúa nay thi hành, thì ngày mai sống an lành luôn. Dù là Thiên Chúa uy quyền mà ngài không quyết duy trì, điều vì ngang hàng vinh xa ngài trở nên dân nhân trần, lại từ thân xa